Viện kiểm sát đề nghị chia tài sản cho vợ chồng ông vua cà phê Trung Nguyên ra sao? Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử quyết định đồng ý giải quyết cho bà Thảo và ông Vũ ly hôn, đồng thời ghi nhận thỏa thuận cấp dưỡng hai bên đạt được trước đó. Chiều 25 tháng 2, phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cà phê Hòa Tan Trung Nguyên tiếp tục diễn ra. Chiều 25 tháng 2, hội đồng xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo quay lại phần xét hỏi. Hội đồng xét xử xem xét lại khoản tiền được cho là tài sản chung đang gửi ở ba ngân hàng, một ngân hàng vắng mặt trong phiên xử hôm nay. Tuy nhiên, đại diện hai ngân hàng có mặt tại tòa trả lời họ không mang theo tài liệu, cũng không nắm rõ số dư hiện tại trong các tài khoản gửi tiền đứng tên bà Thảo. Hội đồng xét xử công bố tài liệu đã thu thập trước đó tại ba ngân hàng mà bà Thảo gửi tiền. Tổng cộng, ngân hàng xác nhận bà Thảo đã gửi khoảng 2109 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngoại tệ và khoảng 1.000 lượng vàng. Tuy nhiên, đại diện nguyên đơn lập luận, đó là tài liệu thể hiện từ năm 2015 đến 2016. Sau tháng 12 năm 2016, số tiền đó không còn nữa. Vì thế, phía nguyên đơn khẳng định, tài liệu tòa án thu thập chưa thể hiện phần tài sản chung đó có còn nguyên tại thời điểm hiện tại hay không. Phải xác định tài sản tại thời điểm phân chia có còn hay không, chứ không thể xác định giá trị tài sản đó trong quá khứ, đại diện nguyên đơn lập luận. Trả lời đại diện viện kiểm sát về vấn đề tài sản chung, đại diện bị đơn khẳng định từ năm 2015 đến nay, bà Thảo không có bất kỳ đóng góp nào vào khối tài sản chung, không mua cổ phần, cổ phiếu đối với các công ty thuộc tập đoàn. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm về khoản tiền 2.109 tỷ đồng bà Thảo đang gửi trong ba ngân hàng. Đại diện viện kiểm sát cho rằng, việc giải quyết phân chia 2.109 tỷ đồng hiện chưa đảm bảo tố tụng, tòa án thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. Do đó, viện kiểm sát chưa có cơ sở vững chắc giải quyết. Về 13 bất động sản chung, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo phương án bị đơn đưa ra trước đó. Đối với phần tài sản chung là vốn góp của hai vợ chồng tại 7 công ty con thuộc tập đoàn cà phê Trung Nguyên, đại diện viện kiểm sát nhận thấy, hai bên thống nhất giá trị các công ty như chứng thư thẩm định giá. Theo pháp luật, nguyên tắc chia tài sản thuộc quyền sở hữu chung mà không thỏa thuận được là chia đôi tài sản, có tính đến yếu tố, công sức đóng góp, hoàn cảnh gia đình, bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên trong kinh doanh. Quá trình giải quyết vụ việc, bà Thảo khai nhận bà có góp tiền lúc ông Vũ khởi nghiệp. Song, bà Thảo không có chứng cứ chứng minh điều này. Đồng thời, trong toàn quá trình phát triển tập đoàn Trung Nguyên, ông Vũ nắm giữ quyền quản lý trong hầu hết các công ty con thuộc tập đoàn. Nhãn hiệu Trung Nguyên bắt nguồn từ lúc ông Vũ khởi nghiệp và phát triển cho đến nay. Sau khi kết hôn, sinh con, bà vừa chăm sóc con vừa tham gia quản lý công ty. Vì vậy, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử xem xét phân chia phần tài sản nói trên sao cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi đôi bên cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động các công ty. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo nghị án kéo dài đến 14 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2019.